VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Một dòng mixer đến từ hãng A3 đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Đây là một dòng mixer digital cao cấp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ từ Đức. Liệu nó có thể chinh phục được chúng ta hay không? Hãy cùng Tường khám phá nó nhé. Về thiết kế, mixer A3 K9800 nó bật dưới dạng âm thanh với màu xanh sơn đậm cá tính. Đây chính là điểm thu hút ngay cái nhìn đầu tiên của sản phẩm này. Nhìn chung, mixer E3 K9800 có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, ít nút điều chỉnh. Vỏ bên ngoài là hợp kim nhôm chắc chắn và khá nhẹ. Mặt trước của mixer E3 K9800 bao gồm tên và model của các thiết bị. Các nút điều chỉnh echo, reverb, delay, điều chỉnh volume tổng. Màn hình tinh thể lỏng bên cạnh giúp hiển thị thông tin các thông số khi hoạt động. Mặt trên của mixer được sơn đen, có các khe tản nhiệt được bố trí ngay trên quạt tản nhiệt đặt bên trong sản phẩm. Mặt sau của mixer là nơi bố trí các cổng in và out của thiết bị, đầu kết nối dây nguồn và công tắc nguồn của thiết bị. Về chất lượng âm thanh, sau khi chỉnh thì mixer E3 K9800 cho chất âm hay, tiếng echo, reverb nghe cực quang và ấm, chế độ chống hú và lọc âm cực kỳ chuyên nghiệp, hầu như không nghe được tiếng hú ghè, được nhiều khách hàng đánh giá là khá hài lòng. Về khả năng tùy chỉnh, một số đặc điểm nổi bật của mixer K9800 chính là khả năng đặt mật khẩu cho máy và các cấu hình của nhà sản xuất setup được cài đặt sẵn. Nhờ vậy mà ta có thể loại bỏ công đoạn căn chỉnh phức tạp. Đánh giá về ưu và nhược điểm. Về ưu điểm, âm thanh chất lượng cao, khả năng chống hú cực tốt. Mixer được setup sẵn những cài đặt của nhà sản xuất, tích hợp khả năng đặt mật khẩu cho máy. Mẫu mã được thiết kế đẹp mắt. Nhược điểm, giá thành khá cao. Thiết bị xuất hiện hàng giả tràn lan trên thị trường. Chỉ với mức giá tầm 9.500.000 đồng cho một mixer nhập khẩu từ châu Âu, E3 K9800 sẽ làm hài lòng bất cứ quý khách nào nên tìm mua cho mình một chiếc mixer cho dàn karaoke kinh doanh hoặc gia đình. Và đặc biệt, đến với VDA của chúng tôi, các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.